Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh vào 31 tháng 3 năm 2023 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang bước vào tuần lễ cuối cùng chỉ tính riêng trong mùa giải 2023 với bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ may mắn được trở thành những nhân chứng lịch sử của hoặc câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa hoặc câu lạc bộ Viettel. Xuyên suốt lịch sử thì cả Thanh Hóa và Viettel đều chưa từng lên ngôi vương tại Cúp Quốc gia. Và ngày hôm nay họ chỉ còn cách vinh quang ấy một trận đấu mà thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết của Cúp Quốc gia 2023 được diễn ra trên sân vận động Thanh Hóa, cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Viettel FC. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Vũ Nguyên Vũ cùng với hai trợ lý là ông Nguyễn Minh Tuấn và ông Nguyễn Thành Trung. 11 cái tên góp mặt trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu ngày hôm nay, bao gồm thủ thành mang áo số 25 Thanh Diệp, cùng với đó là bộ tứ vệ Văn Lợi, Minh Tùng, Gustavo Santos và số 28 Thái Bình. Ở hàng tiền vệ thì Doãn Ngọc Tân là người sẽ đá thấp nhất. Bên cạnh đó là những cầu thủ như Thái Sơn, Amit, Lê Phạm Thành Long. Và trên hàng công thì Lâm Tý Phong sẽ hỗ trợ cho số 37 Bruno. Còn đây là đội hình ra quân bên phía đội Viettel ở trong trận đấu này. Họ không có sự phục vụ của hậu vệ phải Mạnh Cường và tiền đạo Elias do nhận hai thẻ vàng. Và Viettel vẫn ra đội hình mạnh nhất của mình. Đứng trong thành là thủ môn Phạm Văn Phong, số 36, số 2 Vũ Văn Quyết, số 3 Nguyễn Thanh Bình, số 4 Bùi Tiến Dũng đeo băng đội trưởng, số 7 Gia Hà, số 12 Phan Tuấn Tài, số 19 Mohamed Essam, số 22, số 23 Nhâm Mạnh Dũng, số 28 Nguyễn Hoàng Đức và số 39 Văn Hào và số 68 Trương Tiến Anh, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Viettel đó là ông Thạch Bảo Khanh. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu chung kết của Cúp Quốc gia 2023 đã vang lên từ trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Như vậy trong hiệp 1 này thì Đông Á Thanh Hóa họ sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Bruno đã không tạo ra sự nguy hiểm với khung thành của Văn Phòng. Ở cự ly đá phạt như thế này cần phải có kỹ thuật cá. Hoàng Thành Bình là người đang đứng trước bóng. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Bóng đã nằm gọn trong tay của Văn Phòng. Bruno là người đã nỗ lực để đưa ra được cú dứt điểm. Được chuyển nhanh của Tiến Anh. Luân chuyển bóng khá hợp lý. Hoàng Đức đang cố gắng thoát đi. Viettel đang có được cơ hội. Có rất nhiều khoảng trống cho cánh phải. Sút bóng. Thật đáng tiếc là Dương Văn Hào lại có một cú sút thiếu chính xác. Chuyển trạng thái nhanh với hạt nhân là Hoàng Đức. Viettel đã có được một tình huống có thể uy hiếp được khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Và mở bóng rất hợp lý của Hoàng Đức. Mohamed Essam, góc hẹp, nguy hiểm. Bóng đã cắt ngang khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Đáng tiếc là Hoàng Đức không thể chạm bóng, nhưng cũng phải ngợi khen những nỗ lực của các cầu thủ áo vàng. Là một tình huống giành lấy bóng và chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha chuyền vào của Mohamed Essam. Bóng đã bật chân một cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Rất may là không bay vào lưới. Minh Tùng đánh đầu. Một tình huống đánh đầu chiến thuật đến từ trung vệ Gustavo. Thái Sơn, Bruno. Tình huống đỡ bước một đẩy bóng đi quá xa. Vẫn là các cầu thủ áo vàng. Lại là Thái Sơn mớm bóng về tuyến hải. Thái Sơn và tạt có ý đồ đánh đầu. Bruno. Và không có bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa. Thái Sơn đã có một pha chạm bóng có ý đồ để chuyền bóng cho Văn Lợi. Chỉ đáng tiếc là Bruno chưa có duyên ghi bàn. Trước đó thì Bruno cũng đã có một pha đỡ bóng không hay. Cú dứt điểm của Bruno đã đưa bóng đập vào chân của người đồng đội Doãn Ngọc Tân. Nỗ lực xâm nhập bất thành của Lâm Tý Phong. Trọng tài cũng không thổi phạt Bùi Tiến Dũng. Theo sát với Lâm Tý Phong, không để cho số 17 có được cơ hội tiếp cận với trái bóng. Vẫn là Bruno. Bruno đang cố gắng đẩy bóng để vượt qua được Vũ Văn Quyết. Trọng tài đã thổi phạt Bruno để tiếp cận Thái Sơn. Vượt qua được Gia Hà, Trọng Hùng. Đường chuyền của Trọng Hùng đã không thể đến với vị trí của Bruno. Vũ Văn Quyết đã có một pha bóng phòng. Giờ thì quả đá phạt góc sẽ được thực hiện. Đưa bóng vào. Văn Phong. Cơ hội. Cú dứt điểm đến từ Bruno. Văn Phong.
phòng đã cố gắng chạm tay vào bóng. Bóng rơi xuống đẩy lên và nó không phù hợp với cữ ra chân của Bruno. Trọng Hùng sẽ là quả tạt. Đánh đầu không được. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Bruno vừa rồi là một quả tạt mang tới những sự khó chịu đến từ cái chân trái của Hoàng Thái Bình. Vẫn giữ được trái bóng ở lại với cuộc chơi. Vẫn là Trương Tiến Anh, quả tạt vào. Không thể đánh đầu. Cú sút xa của Sa Hà. Hữu Thắng đã không đủ chiều cao và sức bật để có thể tiếp cận được. Và ở tình huống bóng 2 thì Sa Hà đã quyết định tung ra một cú sút từ khá xa. Đức Chiến có một tình huống tranh chấp thành công. Lỗi của ai đây? Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Tình huống này chắc chắn sẽ khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn. Chúng ta có thể thấy phản ứng của các cổ động viên bên phía Đông Á Thanh Hóa ngồi ở khu vực khán đài B. Tất cả ào lên. Hãy cùng xem lại những diễn biến nóng này. Một cái tay thừa đến từ Đức Chiến với Trọng Hùng. Bóng được chèo vào. Đánh đầu. Nguy hiểm. Văn Phòng đã làm chủ được tình hình. Lỗi của Trọng Hùng. Một tình huống khẽ độn người đến từ số 20. Và đã không thể qua mắt được trọng tài Vũ Nguyên Vũ. Nhưng Gustavo đã cho thấy sự lợi hại của mình. Sai lầm rồi. Paulo Corrado. Paulo Corrado. Không khó với Văn Phòng. Sự hớ hênh, sự do dự trong tình huống vừa rồi của các cầu thủ áo đỏ đã mang đến cơ hội cho Paulo Corrado. Duy Thường và Zaha đã đứng sững cả lại để nhường bóng cho nhau từ một quả tạt. Người đã đánh đầu pha bóng là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Vẫn là các cầu thủ áo vàng sút bóng. Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã gây áp lực nhiều hơn nhưng không thể khoan thủng được hàng phòng ngự của các cầu thủ Viettel. Cần thêm những sự hỗ trợ. Thái Bình. Vẫn là Thái Bình. Bóng không thể vượt qua được Zaha. Quả đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía Đông Á Thanh Hóa. Pha đi bóng tốt. Lê Phạm Thành Long không thể len lỏi được xuống sát với đáy biển. Quả đá phạt. Một cú bấm bóng khá sâu. Gustavo là người đánh đầu pha bóng. Mohamed Essam sút bóng. Không vào. Tuy nhiên thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã thổi phạt cầu thủ bên phía câu lạc bộ Viettel. Conrado. Chính xác. Hoàng Đức. Rất chính xác. Tỷ số là 1-1. Bóng đá đập vào cột sau phía bên trong của khung thành. Giây cuối cùng, Lê Thanh Bình và Văn Phòng. Thanh Bình đánh lừa được Văn Phòng. Bùi Tiến Dũng không vào. Gustavo và Văn Phòng ở loạt sút thứ 3. Gustavo đá vào chính giữa khung thành. Và bây giờ là trận đấu chung kết. Đức Chiến đánh bại được thủ thành Thành Diệp. Đàm Tiến Dũng và Văn Phong. Đàm Tiến Dũng đã đánh bại được Văn Phong. Vẫn có lợi thế cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Lấy đà không quá xa. Essam. Essam vẫn thực hiện chính xác. Vinh quang với bóng đá Thanh Hóa chỉ còn cách một quả đá phạt đền này thôi. Bruno. Đây là mốc son, một mốc son lịch sử với bóng đá xứ Thanh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.